Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Hiện tại chúng mình đang có mặt ở showroom Hà Nội Computer Hà Đông ở địa chỉ 511-513 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và tại sao chúng mình ở đây thì chắc chắn là có một cái khủng rồi. Tại vì hiện tại trên tay mình đang hả hai cái phiếu xuất với tổng trị giá là 150 triệu đồng của một bộ máy. Và chúng mình sẽ cùng nhau là lắp ráp bộ đấy và test thử thôi. Và anh ấy mua là hai bộ cơ. Tổng là phải hơn 300 bây giờ. Vãi cả. Em nghĩ là phải gần 300 triệu. Gần 300 triệu. Rồi, thôi đi vào thôi. Hiện tại chúng mình đang ở trong showroom thì các bạn thấy là showroom Hà Nội Computer Hà Đông đã có khá nhiều các loại sản phẩm ở đây. Gaming gear rất nhiều ở đây, là chuột tìm không dây, PlayStation, bàn phím, linh kiện rất là nhiều. Và anh em thấy là kho hàng hóa chúng mình cũng không bao giờ thiếu hàng để phục vụ cho anh em. Đấy, rất nhiều các đồ họa trong này. Rất nhiều cả. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 2 để chúng ta cũng bắt đầu lắp máy. Hiện tại thì đang trong khu vực kỹ thuật, các bạn thấy là chúng đang có rất là nhiều hàng và khá là đông, nên là chúng mình sẽ lắp bộ máy ở đây. Và anh em kiểm danh tất cả các linh kiện trong bộ máy này. Và trước hết thì đang to quay video nên là chúng mình sẽ tạm thời là bỏ khẩu trang ra. Nhưng mà anh em lưu ý trong tình hình dịch, luôn luôn đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người khác. Và đầu tiên chúng ta đến với màn kiểm hàng, và đây là bộ khách hàng của khách hàng đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Và đầu tiên với linh kiện chúng ta có tổng trị giá là 130 triệu đồng. Thì gồm những gì? Đầu tiên đó chính là chiếc Intel Core i9-11900 với giá là 12.499.000. Mainboard Gigabyte Z590 Aorus Master, đây là một phiên bản mainboard rất là cao cấp và giá của nó là 10.999.000. RAM sẽ là 32GB Corsair Dominator Platinum Black RGB, tức là 16GB một thanh, đây là cái dòng cao cấp nhất của Corsair hiện tại. Và tiếp theo đó chính là card màn hình Gigabyte RTX 3080 Aorus Extreme Waterfox. Và hơi khác một chút, như cái phiên bộ máy 280 triệu ấy thì chúng mình dùng là con 3090, còn bộ này chúng mình dùng con 3080. Và thứ hai đó chính là chúng ta có main và card cùng hãng rồi, không phải là Asus cả Gigabyte như hôm trước nữa. Vậy sẽ đồng bộ phần mềm dễ hơn. Và ổ cứng thì chúng ta có Samsung 980 Pro 500GB và ổ NVMe với tốc độ là 6900m/s. Nhanh nhỉ, đây chuẩn PCI 4.0. Và chiếc ổ cứng này có giá là 3.799.000 đồng. Tiếp theo là nguồn, chúng ta nguồn Corsair RM850. Có vẻ là mọi người khá là thích nguồn Corsair nhỉ. Bộ trước cũng là CX1200, bộ này cũng là RM850. Đây là chiếc nguồn có chứng chỉ 80 Plus Gold với giá của nó là 3.289.000. Vỏ cây thì chúng mình nói, đây là con vỏ cây Lianli O11 Dynamic ROG có 1.5 triệu, hơi to quá, nó hơi to. Tiếp theo là màn hình LG 27GL850 thì mình đang để ở bên trong tại vì nó cũng khá là to. Và mua màn hình này thì trong thời gian hiện tại anh được tặng là 8 cái voucher với giá là 100.000 một cái voucher, tức tặng là 800.000. Và dùng được rất nhiều các cái hệ thống như là CGV này, Highland này, Sumo BBQ, rất là nhiều chỗ. Và cái giá của màn hình này nó sẽ là 11.489.000. Coi như 800.000 voucher đi ăn thoải mái nhỉ. Có như là trừ được 800.000 vào cái tiền màn hình đấy đúng không? Được hai người ăn là thoải mái rồi. Chuột Corsair Saber RGB Pro với giá là 1.489.000. Tai nghe chơi game Corsair Void RGB Elite 7.1, con tai nghe này là 2.199.000. Chúng ta có webcam, anh live stream à? Webcam Logitech HD C922 Pro Stream. Đây là webcam có giá là 2.500.000. Rất nhiều anh em dùng webcam C922, C930 để live stream. Và loa, bộ loa này to này, bộ loa chỉ là 6 triệu là Creative Katana. Đây, to, loa là con đèn LED RGB ở phía sau luôn. Rồi, bàn di chuột Corsair MM350 chống nước à? Chống tràn. Giá là 800.000 một cái bàn di chuột. Đắt thế nhỉ? Có mạ vàng không em? Và cuối cùng là microphone HyperX Solocast Standalone. Đây là phiên bản microphone có giá là 1.500.000. Tại vì nó là thấp hơn một chiếc Quadcast. Podcast là cho nhiều người, còn Solocast là cho một mình người livestream thôi. À, có nghĩa cái này là đơn hướng đúng không anh? Ừ, đơn hướng. Có lẽ là đây là anh về livestream là gần như là chuẩn rồi. Và về bộ nước ấy, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ che tên khách hàng đi một chút nhá, tại vì mình không được đổ tên khách hàng. Và bộ nước thì các bạn thấy là rất là nhiều. Rồi ôi, và tí nữa chúng ta sẽ nói đến dần từng linh kiện sau. Đúng rồi, mà khi lắp lên bộ máy đúng không? Nói chung là bộ nước chúng ta sẽ là 27.280.000. Và bộ cây là 130.500.000, tức là tổng chúng ta là 157 triệu, tầm như thế. Và cái bộ này thì trước tiên vẫn như thường lệ chúng ta sẽ phải test linh kiện trước nhỉ, rồi kia thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ xuống sau. Ừ. À, chúng ta có bộ dựng cạc màn hình nhỉ, dựng cạc màn hình của Cooler Master. Cái này thì tính là bộ giá trị của bộ nước. Ừ, đây là cái để dựng dọc cạc màn hình rồi, thì anh nghĩ là kia mà bỏ xuống đi. Và nước, và dùng tông màu đỏ, hai chân nước của SK nhá.
tung tông màu đỏ. Rồi, thì như thường lệ Tuấn Anh sẽ thử nghiệm đó chính là lắp các linh kiện vào với nhau trước và test nó lên ok. Và mình sẽ bắt đầu vật lộn với cả dàn nước này. Thì nãy mình có nói là chúng ta chưa nói con cây là gì, thì đây là con cây. Chúng ta sẽ dùng con vỏ cây là Lian Li O11 Dynamic phiên bản ProG. Nhưng mà đã lắp linh kiện Gear 3. Thế mình sao đúng. Nó có lẽ là một sự hợp tác với cả ProG thôi. Nhưng hôm trước thì chúng ta là con P5 mà tốn chúng ta khá là nhiều thời gian. Nhưng mà con Lian Li này thì sẽ hơi khác, bởi vì nó thiết kế nó lắp sẵn hết tất cả thành một khối rồi. Chúng ta không phải ngồi lắp từng thứ nữa như con P5. Đây, từ từ. Rồi, đây là chiếc vỏ cây Lian Li O11 Dynamic phiên bản ROG. Có logo ROG ở đâu không em? Có ở kính. Đây, chúng ta có một cái logo ROG ở đây. Và đây là lý do tại sao chúng ta bảo đây là phiên bản ROG. Điều rất hay là tất cả các bản XL của phiên bản O11 này thì đều có logo ROG, không có phiên bản này đúng không? Đây là XL đúng không? XL, đây XL. XL. Thì ngày trước cũng có phiên bản là phiên bản thường thì nó rẻ hơn, mà tầm 3,5 và 6 nha. Nhưng mà phiên bản này thì nó sẽ bé hơn và cái khả năng hỗ trợ của nó thì sẽ không bằng con này XL. Và chiếc vỏ cây này nó sẽ phù hợp với bộ máy đắt tiền, bởi vì như bên mình đã lắp rất là nhiều các cái bộ máy giá trị cao bằng chiếc vỏ cây này, thì khi mà đổ nước lên toàn bộ trong này sẽ rất là chắc chắn và gần như là không có hiện tượng gọi là bị xê dịch. Nhưng mà thật thấy là bên chúng ta có một khoảng không lòng bên trong là khá là rộng. Quạt Intel thế hệ 9 màu đen trông khá đẹp. Nhưng mỏng vẫn mỏng đúng không? Nhưng mà với con i9 mà cho cái tản nhiệt như này thì em nghĩ là không chạy nổi. À tất cả chạy được là xung 200 mấy. Đủ để lên hình. Đủ để lên hình này. Đây là phần khung của chiếc O11 Dynamic. Và đây á, đây là phần vỏ, tí nữa mình sẽ lắp vào sau để tạm xuống dưới. Và tí nữa chúng ta đi sâu hơn vào con vỏ này. Còn bây giờ chúng ta phải lắp nước ấy. Thì block CPU tụi này sẽ ok này. Chúng ta sẽ... Đầu tiên đây là một con bơm. Khác với hôm trước chúng ta dùng một con bơm nó khá là nhỏ gọn. Thì hôm nay chúng ta dùng một gọi là một tấm nước luôn đấy nhỉ. Con bơm này dạng tấm nước, nó không phải hình trụ như con bơm hôm trước nữa. Chúng ta phải gọi đây là một tấm nước luôn chứ, không phải là một con bơm nữa. Và giá của nó thì khá là đắt, là khoảng 7,5 triệu. 7,5 triệu cho một con bơm. Đây, bơm trước là hơn 5 triệu, hôm nay là bơm 7,5 triệu luôn. Đây là một cái bơm kích thước rất là lớn. Rồi, đây là chiếc EK Quantum Kinetic. Tức là phiên bản này cần như phiên bản dùng tanh dọc. Nó sẽ dưới dạng tấm dẹt, kiểu dạng như là một cái tấm nước lớn ấy. Như một tấm nước, và kích thước của con này sẽ gắn vừa phù hợp luôn vào cái rack. Và rack 360, con này kích thước là 360 cho nên là sẽ gắn vừa vào. Gắn vừa vào luôn. Và chúng ta sẽ có hai cổng in nước, một cổng châm nước và một cổng out ở dưới. Chỉ điều hơi thất vọng đó chính là chúng ta không có hai cổng in ở trên này thôi. Đúng rồi. Còn lại thì chung con này rất là đẹp. Nếu như EK mà thiết kế nhiều cái cổng in-out ở trên này hơn, cổng in ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì rất là hợp lý luôn. Về phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cổng phụ kiện ở đây. Rồi, mình sẽ nói cho các bạn lý do tại sao lại chọn con này. Tại vì con O11 Dynamic XL ấy, nó có 3 chỗ gắn quạt ở đây. Các bạn thấy khu này nhá. Thì chúng mình sẽ cho thẳng con rác này vào đây luôn, thì coi như chúng ta chắn luôn toàn bộ mặt sau và nhìn nó rất là đẹp rồi. Cứ nên sinh ra thành cho nhau ấy nhỉ. Chỉ là con VGA 3080 Waterfork. Và bản này bản dùng Waterblock, có nghĩa là nó sẽ không có quạt và tất cả sẽ tản nhiệt bằng chất lỏng. Ở VGA thì họ có hai phiên bản Waterfork, là một phiên bản dùng tản all-in-one và đây phiên bản còn lại sẽ dùng block nước và nó sẽ hoàn toàn không có một cái quạt nào cả. Cho nên là khi mà sử dụng cái gạc đồ họa này bắt buộc là các bạn sẽ phải lắp hệ thống tản custom thì mới tản nhiệt được. Và theo như bên mình đã test rồi thì cái phiên bản sử dụng block nước này nó sẽ có nhiệt độ mát hơn rất là nhiều so với phiên bản sử dụng tản khí, và cũng mát hơn cả phiên bản sử dụng tản all-in-one luôn, tại vì
Cái này chúng ta nói chung là muốn hiệu quả càng nhiều thì cái hệ thống tản custom chúng ta đầu tư vào càng nhiều thì nó sẽ càng mát. Và theo như cái bài test lần trước bên mình đã test thì đối với con 3080 này nếu mà chế độ OC lên thì hiệu năng nó còn có thể cao hơn cả con 3090 khi mà chạy ở sinh nhịp bình thường stock. Cầm năm mấy triệu trên tay cảm giác nó cũng thấy khá là hồi hộp ấy, cả một exciter ở trong lòng bàn tay. Đây, anh thấy là lắp con ra này nhá, nó coi như là nó chắn hết luôn toàn bộ chỗ này, nhìn nó rất là thanh lịch. Và thì mình sẽ thử xem là có lắp từ vựa mấy cái này vào không. Chứ còn vào mấy cái này thì còn đẹp nữa. À, đây. Có vẻ là không được rồi, tại vì ốc chúng ta sẽ chặn ở cái phần lỗ đấy nên là chúng sẽ không thể lắp vào được. Chỉ được một vài chỗ thôi, còn nếu mà lắp một vài chỗ thì nó sẽ không đẹp lắm. Không được rồi, chúng bị chặn cái ốc nên là chúng ta sẽ không thể lắp được. Tiếp theo, chúng ta đến với cả rát thì chúng ta dùng hai rát, một rát PE và một rát SE. PE là rát dày, SE là rát mỏng để nó phù hợp với cái bộ cây này. Thì cái rát dày sẽ lắp ở trên đúng không? Rát dày sẽ lắp bên trên, rát mỏng lắp dưới. Trên rát này. Đây có rát có độ dày là 40... 35 nhỉ? 44 hay là 45? 45. 45mm tức là 4.5cm. Nó rất là dày. Và quạt ở đây thì dùng. Đây là con Cooler Master Masterfan MF120 Prismatic. Nhìn như kiểu đính kim cương lên đây à? Cái vòng led xung quanh sẽ làm kiểu dạng pha lê. Pha lê à? Nghe có vẻ đắt tiền đấy nhỉ? Nhưng thực ra nó là nhựa thôi. Làm kiểu giống pha lê. Nhìn thấy nó đắt tiền. Nên cái này đắt tiền này được rồi. Cái này là một kết hợp với cả RAM G-SKU Pro-M thì đẹp nhỉ? Đúng. Do port từ cái đồng ống này, chúng mình sẽ để quay sang bên phải. Đây là để cho phần dây gọn gàng nhất. Thì cái dây này nó sẽ vào ở phía trong. Và ngoài ra thì để tất cả dây chúng ta đèn led đều chạy theo một thứ tự nhất định ý, thì dây sẽ đi theo cùng một hướng. Tại vì rất nhiều bạn ví dụ các bạn để là con này vào đây nó gọn này, nhưng mà để thì cái đường chạy led ý, nó sẽ bị khác đi và thì nó sẽ không đẹp bằng. Và một điều các bạn luôn lưu ý nhá, khi mà các bạn lắp rát thì các bạn hãy dùng ốc của rát, đừng dùng ốc của fan. Tại vì những con rát ấy các bạn có thể có bị ốc nó dài quá đâm thủng cái miếng ở phía dưới. Nói chung là cứ dùng ốc của hãng cho nó an toàn. Đừng dùng ốc của hãng quạt, hãy dùng ốc của hãng làm rát. Đây, những thứ dành cho người lười. Số 1, đó là cú vít máy. Nó sẽ vặn rất là nhẹ thôi. Tại vì nếu mà quá đà phát là chúng ta có thể... Chúng ta đã về cơ bản đã ok cái phần rát này rồi. Cần thiết lại luôn. Các bạn có thể nhìn thấy phần sau của con vỏ cây đây. Chúng ta có thể giới thiệu cho các bạn một chút về cái tính năng là hot swap luôn nhỉ. Rồi đây là hai khay ổ cứng. Và khi mà tháo con ốc ở đây ra thì mình có thể rút trực tiếp cái khay ổ ra. Và cái ổ cứng lúc đấy là vẫn đang nằm trong này, chúng ta có thể rút nóng ra luôn. Và đằng sau này, các cái vị trí dây cắm cấp nguồn SATA này và tín hiệu SATA này thì nó đã cố định sẵn rồi. Thì đây là một cái chuẩn cho tất cả các loại ổ cứng. Thì cái vị trí này nó đã cố định, cho nên là khi mà lắp ổ cứng ở đây chúng ta chỉ cần đẩy vào là có thể lắp được ổ cứng. Và muốn thay ổ cứng thì cần rút ra và thay ổ khác vào và cũng đẩy vào thôi. Rất là tiện. Rất là tiện, đúng là liên li. Không bên trên và bên dưới rất là rộng. Nếu như ở phiên bản O11 một ngày trước ấy, bản thường ấy, thì các bạn gắn rát đây là che luôn một khe dưới cùng của bên rồi. Còn bây giờ bạn XL là các bạn có thể gắn thoải mái, chả phải lo gì cả. Con từ con này à, nhỉ? Chi tiết này có sự nhầm lẫn một chút. Bây giờ sẽ để đào hết đầu quản lại.
Ừ đúng. Quên. Quên đọc. Quên cái pot. Rồi. Vì quên lắp block nên là tôi có thể cho các bạn xem máy lại đây, anh ngồi anh lắp con quạt. Có hai sự nhầm lẫn không thể nhẹ đây. Một là quên lắp block, hai là đây, hiện tại thì đang cái phần khay ổ cứng đang chắn hoàn toàn tất cả chỗ để lắp block. Vậy thì là phải tháo hết ra. Đây, do quên mất lắp cái block CPU. Nên là bây giờ chúng ta sẽ lắp vào đây. Ok. Ồ, bây giờ họ cho chúng ta một cái tấm da dán trên là block sẽ không bị kiểu không bị chảy, không bị xước. Soi gương được cái này. Trông rất đẹp. Phụ kiện này xong hết rồi đúng không? Chỉ còn nắp thôi nhỉ? Kẹo quá trình DJ dễ vất vả nhất. Không sao đâu, thì em làm nước thì anh sẽ DJ. Cùng bàn với cái đường nước này, anh thấy đường này là hơi căng ở chỗ này nè. Có đẩy được lên nữa không? In về đây này. Nếu mà con này có đẩy được lên nữa không? Con này á? Có không thể... đẩy mắc rồi. Không, cái này có thể dịch cái... đây. Để cái này dịch lên đây. Đẩy cho anh con này qua đây. Đúng chiều đúng không? Chiều rồi. Không vặn lại đâu. À, từ từ nhá. Đầu tiên là phần dây nguồn của quạt ra cho trong này đã. Rồi, giữ nhá, để anh bắn ốc vào. Bắn bắn trước hai ốc rồi. Hai ốc chéo. Chúng ta làm ở bên kia chúng ta không có cái máy này. Thế sắp tới chúng ta mua cái này cho tận dụng cho sự lười. Thế nào? Hiện tại là anh thấy trong nước khá là ổn, nếu mà cần thì nhấc con này lên trên cao hơn được. Anh cho cái dây sau nữa nhỉ. Không thấy đâu cả. Đây, con tay. Đỡ đi. Đây rồi, anh phải kẹp vào đây. Đưa anh kẹp vào tay, anh cầm đây. Rồi, tất cả dây nguồn đã đi theo vào đây. Ong. Bây giờ là bộ dụng càng nhé. Cái bộ dụng dọc của Cooler Master này thì các bạn, tức là có nhiều cây các bạn không lắp được. Tại vì phía phần đằng sau này, nếu mà có nhiều cây thì cái phần này nó có thể cũng còn cái thanh ngang dẫn cái cốt xe chẳng hạn thì nhiều cây sẽ không lắp được. Thế cũng như cây Lianli thì họ sẽ không có thanh ngang ở dưới nên các bạn lắp cái này được. Các bạn phải lưu ý check cây các bạn trước khi là các bạn lắp cái này. Và đây là bộ V2 này. V2 nhìn chắc chắn đấy nhỉ? Bộ V2 này thì nó có một cái đặc điểm là có thể trượt ra. Nên là nếu mà trường hợp mà bị vướng cái thanh ngang không cắn dây ấy, thì các bạn có thể là đẩy cái này dịch vào một chút thì cái dây mình vẫn có thể luồn vào được. Nó sẽ trông nó sẽ hơi loằng hoằng hơn một tí thôi, hơi xấu hơn một tí thôi nhưng mà vẫn có thể dựng được. Và nhiều các bạn ở cái bộ có V5 ấy thì các bạn rất là thích cái trụ, nếu mà dùng cái bộ Lianli này thì đây mình có đây dây Lianli RGB. Đây các bạn yêu cầu của chúng mình có hàng đấy, nhưng mà các bạn là anh chủ máy anh thích cái kiểu gì thôi. Bộ V2 đẹp hơn bộ V1 rất là nhiều. Thật sự bộ V2 này nó sẽ bố trí cái bóng led dọc theo cái đường dây luôn. Rất là nhiều. Nhớ không nhầm là như là khoảng 100 gần 200 cái bóng led. Gần nghe 200 cái bóng led trong một sợi này. Nghe thấy nhiều thế. Nghe thấy nhiều hơi sợ. À, như các bạn có thể thấy nhá. Hiện tại nhá, mình đang ở phía sau con cây. Thì chúng ta có những khóa tóm dây như sau. Đầu tiên đó chính là số dây tổng dành cho tất cả những cổng cắm thân panel ở đây. Đây là những cây nào cũng như thế rồi. Chúng ta có một dây 24, một hai dây 8 dành cho cạc. Cái dây 24 đây, hai dây 8 đây. Còn cái đống bùi nhùi mà mình đang cầm ở giữa này thì đó chính là tất cả dây của 7 con quạt. Và đi kèm đó là dây của 7 con led. Tức là mình sẽ có khoảng mười mấy cái dây để đi. Và chưa kể đến dây block, dây của CPU, của con tấm nước này nữa, nên là mình sẽ đi từng khu nhé. Như trước mình vẫn đi thì mình sẽ đi tới dây 24 và dây 8 ăn đầu tiên, rồi sau đó thì mình bắt đầu đi các dây khác. Cái dây RGB dây sau cùng, tại vì về cái tỷ lệ mà phải fix ý, thì cái dây nguồn quạt và cái dây RGB sẽ phải có lẽ là cái tỷ lệ fix khá là nhiều, nên là mình sẽ để các cái dây đó sau cùng, mình đi sau cùng. Những bộ cây khủng cái này đi dây rất là mệt, mà ngày trước cho nên mình còn có bộ cây khủng hơn nữa cơ. Đi dây có mình nghĩ là mười mấy cái quạt ấy. Đi đây xong là kiểu ngớ người luôn.